xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình AVA 57.7. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho anh em chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hôm nay giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cùng Quang Kiều rất là được vui được hầu chuyện với quý vị trong chương trình Phật giáo giai điệu đời cuộc sống. Giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cũng vài ngày nữa thì cũng đã đến ngày July 4, ngày lễ độc lập rồi. Thì khắp nơi nô nước ở ngoài, khắp nơi thì chúng ta cũng thấy cái không khí của cái ngày July 4 là mình cũng đi khắp mọi nơi. Mình thấy có lúc thì người ta bán pháo hoa, rồi treo cờ, rồi chuẩn bị các sinh hoạt rất là vui và đông đủ. Thì chúng ta cũng biết là ngày lễ July 4 là cái ngày chồng coi như là kỷ niệm ngày độc lập của nước Mỹ. Ngày đó thì có dịp là gia đình đoàn tụ với nhau, có những buổi cơm quây quần. Rồi nếu như mà chín nhà, coi như là 10 nhà thì mình cũng thấy là cỡ khoảng 4-5 nhà người ta đã có barbecue, rồi những cái sinh hoạt với nhau thật là đầm ấm. Nếu như mà buổi sáng thì mình lại có trong cái ngày mà July 4 đó quý vị, buổi sáng thì mình lại có những cái sinh hoạt giống như là parade hoặc là những cái buổi nói chuyện gặp gỡ với nhau, rồi buổi chiều thì là người ta chuẩn bị pháo hoa rất là tưng bừng. Đây là một cái dịp mà thể hiện cái thực sự coi như là cái tình yêu dân tộc và thể hiện cái sự proud của country đó ạ. Kính thưa quý vị, thì nếu như mà những người các nhà mà yêu nước hoặc là những người mà nhà chính trị thì người ta sẽ thường đọc các diễn văn để ca ngợi về các di sản cũng như là tinh thần dân tộc và những cái người dân Hoa Kỳ. Các gia đình thì như hồi nãy cũng nói thì có những cái cuộc liên hoan ngoài trời thường tụ tập với nhau, vì đây là cái dịp mà mình có cơ hội mình nghỉ lâu ngày. Và năm nay vì cái mùa dịch của Covid nhưng mà cũng coi như là cũng tạm lắng đi, và hy vọng rằng sau khi mà Hoa Kỳ cũng đã có những cái khắp mọi nơi cũng có được cái vaccine rồi thì cũng cảm thấy nó cũng dịu hơn, và cũng cầu chúc cho hy vọng rằng là tất cả mọi nơi vaccine cũng có được để mà mọi nơi có được vaccine để mà cung cấp cho tất cả mọi nơi có được cái sức khỏe an lành và hạnh phúc. Và hy vọng cái ngày lễ độc lập ngày hôm nay sẽ mang lại một tia hy vọng mới, một cái cuộc sống mới cho tất cả người dân Hoa Kỳ để có một cái cuộc sống yên vui trở lại. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cùng với Quang Kiều cũng xin kính mời quý vị thưởng thức những cái bài hát đậm chất thiền nhưng mà cũng thể hiện cái tình người, và đặc biệt là thể hiện cái sự trong cái ngày lễ ngày độc lập ngày hôm nay July 4. Thì xin kính mời giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng hãy gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương ạ. Vâng, trước hết giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài AVA Channel 57.7 và xin chào Hoa hậu Quang Kiều. Dạ, giáo sư khỏe không à giáo sư? Dạ, sư Quang Kiều, Nam Hưng khỏe, dạ vâng. Dạ. Thì để Nam Hưng nói chút xíu là hôm nay thì mình sẽ bật mí chút xíu là mình có mời khách mời là ca sĩ Mỹ Hạnh. Dạ. Sẽ đóng góp trong chương trình cái bài khúc hát thiền thơ của Nam Hưng sáng tác. Thì hay một chút xíu thì sẽ mời ca sĩ Mỹ Hạnh hát. Dạ, dạ vâng, thì bây giờ để trả lời chương trình thì có thể là mình bàn sâu vô cái chủ đề của ngày hôm nay đó Quang Kiều. Dạ. Là cái phần nói về cái July 4 chút xíu, tại cái tuần này và tuần sắp tới là tuần lễ July 4. Thành ra mình cũng nói về đó chút xíu rồi sau đó mình sẽ trở về dòng nhạc thiền ca Phật giáo. Dạ vâng. Dạ. Thì cũng ngày chủ nhật đây thôi thì cũng còn 2-3 ngày nữa thì là sẽ tới ngày lễ độc lập July 4 tại Hoa Kỳ. Xin có rất là nhiều sinh hoạt rất là nhộn nhịp, thì xin giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng hãy chia sẻ một tí xíu tại sao có những cái sinh hoạt như vậy và nó có những cái truyền thống như thế nào ạ? Và kính thưa quý khán thính giả đang xem chương trình cũng như Hoa hậu Quang Kiều, thì ở tại Hoa Kỳ đó thì cái ngày độc lập còn gọi là 4 tháng 7 đó, the 4 of July đó, thì là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành liên quan ngoài trời và những buổi lễ công cộng từ năm 1777. Pháo hoa đã được đốt lên để đón những mừng ngày lễ. Là một ngày lễ quốc gia, ngày 4 tháng 7 là ngày được viết trong bản tuyên ngôn văn bản của Jefferson sau khi được hội nghị hiệu đính, được chấp nhận trong là ngày 4.
Đó cũng là ngày đầu tiên được dân chúng tiểu bang Philadelphia nghe được tin về việc đòi độc lập chính thức này. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cuộc diễu hành liên quan ngoài trời, nhiều buổi lễ công cộng, mừng lễ như bắn pháo hoa, họp mặt gia đình, hòa nhạc, ăn uống, BBQ ngoài trời. Quang Kiều ha, chơi bóng chày văn quan. Thì bây giờ để trở lại với Quang Kiều và Vân. Chắc chắn rồi, giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, bây giờ thì mình cũng đã râm ran, mình nghe mọi người là chuẩn bị plan để cho cái ngày July 4 rồi. Kính thưa quý vị, trong cái kính mời quý khán thính giả hãy thưởng thức những cái bài hát rất là bày hòa tấu nhân dịp ngày July 4 là God Bless America, được sáng tác là do Irving Berlin. Xin mời, kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Trong âm nhạc thì đời và đạo lúc nào nó cũng đi đôi, luôn luôn gắn bó với nhau. Thì vừa rồi thì chúng ta vừa thưởng thức bài hát là God Bless America. Thì cái bài kế tiếp này quý vị cũng sẽ nghe cái bài là Ta Nhắn Gió. Đây là cái Ta Nhắn Gió gửi thông điệp hạnh phúc, đích thức ca bậc thầy của trời người. Ta Nhắn Gió gửi lời kinh vàng ngọc, Đức Thích Ca bậc thầy của muôn loài. Kính thưa quý vị, đây là những lời thơ rất là hay trong bài thơ của Ni Sư Thích Nữ Giá Hương, nhưng mà được giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng thổi một cái luồng sinh khí mới, một cái nguồn âm nhạc mới. Thì xin giáo sư hãy cho quý khán thính giả biết là cái cung thứ và tại sao có được cái bài nhạc hay như vậy. Dạ vâng, thì mình trước tiên mình nhận cái bài thơ của Ni Sư đó, thì anh liên tưởng đến là cái cung thức này nó thuộc về Ấn Độ. Thành ra chúc quý vị mình nghe cái bài này là mình phối theo quả phối khí theo kiểu bên cái style của Ấn Độ. Dạ vâng. Thì cái co của nó là La Thứ. Mình biết cái co La Thứ thì cái câu cú thì một chút là sẽ nhờ nó ban kỹ thuật cho chạy cái bài nhạc đó cho khán giả xem chút xíu rồi để phát cái bài hát cho quý khán thính giả. Thì cái bài Ta Nhắn Gió này cũng xin gửi gắm là trong được phát hành trong cuốn CD số 11. Tính ra show năm nay, nhưng mà đáng lý là năm rồi, nhưng mà rồi năm nay là xin Ni Sư Thích Nữ Giới Hương hồi mới gói gắm mà để chắc sang năm 2022 thì sẽ ra mắt cái cuốn CD Gọi Nhắn Xuân Về. Thì có cái bài cô ca sĩ Mỹ Anh hát là khúc hát thiền thơ, rồi nhiều ca sĩ Lan Ngọc, rồi nhiều người sẽ năm tới mình sẽ nhà hàng Superworld thì có một cuộc hội ngộ các giọng hát chuyên nghiệp sẽ đến đó hát và sẽ ra show. Thì cái bài Ta Nhắn Gió ở trong này là cái bài mà Nam Hưng cũng gửi gắm ở trong cái cuốn CD Gọi Nhắn Xuân Về volume số 11 sẽ ra mắt phát hành, có thể là năm tới mới ra được. Dạ vâng. Rồi hay quá, giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cùng với lại thơ Thích Nữ Giới Hương đã chuẩn bị cho chúng ta coi như là rất là nhiều bài hát rất là hay. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay thì xin kính quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm Ta Nhắn Gió, nhạc là của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và thơ là Thích Nữ Giới Hương, với sự trình bày rất là ngọt ngào và hay của ban hiệp xướng Hải Triều Âm với vũ đoàn
là State Dance Ensemble and Culture and Art Delegation. Đây là một cái điệu rất là hay và tuyệt vời. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Và nhân gió gửi thông điệp hạnh phúc, Đức Thích Ca một thầy của trời người. Và nhân gió gửi lời kinh vàng ngọc, Đức Thích Ca một thầy của muôn loài. Và nhân gió gửi tâm niệm tình gia, Đức Thích Ca một thầy của trời người. Và nhân gió gửi tràng lang già sang tỏ, Đức Thích Ca một tâm giác siêu phàm. Tràng Ấn Độ giúp chúng sinh thoát nẻo khổ luân hồi. Đa nhân gió gửi lời kinh vàng ngọc, Đức Thích Ca bậc thầy của trời người đã thấu triệt sâu tận cùng chân lý, giúp chúng sinh xem thấy bên quay đầu. Đức Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni, Mâu Ni, bậc chánh đăng chánh giác. Đức Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni, Mâu Ni, Mâu Ni, bậc toàn trí toàn năng. Ngài đến với nhân loại bằng con đường chuyển hóa thân tâm. Ta nhân gió trời người đã trải nghiệm trong các tầng thiền chứng, giúp chúng sinh định tĩnh giữa cuộc đời. Ta nhân gió gửi tràng lang già sáng tỏ, Đức Thích Ca bậc thầy của trời người đã ngắm nhìn trong nội tâm tất cả, giúp chúng sinh bao tâm tôi xuống ta. Và nhân gió gửi thông điệp hạnh phúc, Đức Thích Ca một thầy của trời người. Và nhân gió gửi lời kinh vàng ngọc, Đức Thích Ca một thầy của muôn loài. Và nhân gió gửi tâm niệm tình gia, Đức Thích Ca một thầy của trời người. Và nhân gió gửi tràng lang già sang tỏ, Đức Thích Ca một tâm giác siêu phàm. Hạnh phúc, Đức Thích Ca bậc thầy của trời người đã giác ngộ tại đạo tràng Ấn Độ, giúp chúng sinh thoát nẻo khổ luân hồi. Đa nhân gió gửi lời kinh vàng ngọc, Đức Thích Ca bậc thầy của trời người đã thấu triệt sâu tận cùng chân lý, giúp chúng sinh sớm thấy bên quay đầu. Ta nhân gió gửi nhanh mai linh thu, ngài ca dép như hoa miệng miệng cười, trượt giác ngộ chánh pháp thật vi diệu, giúp chúng sinh do phận tính của mình. Ta
mừng Phật pháp lưu truyền. Tràng siêu Phật nghìn năm là diệu sư, ngát hương thơm giải thoát tân nhiên Nam Mô. Vì đừng rời máy và chúng ta sẽ lại chương trình Phật giáo giai điệu cuộc sống với giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Mỹ Hạnh qua bài hát Khúc hát thiền thơ do giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và lời thơ của Thích Nữ Giới Hương sau vài giây phút thương mại của đài. Phật. Khúc nhạc thiền thơ thơ tâm linh. Thiền thơ lướt nhẹ ánh trăng mơ. Tính giấc ai ơi giấc mộng trường. Lãng tư lang thang bao kiếp sống. Lạc loài đôi chân đến bao giờ. Thiền thơ nơi cố tự ven sông, thì thầm dọc rách nước trong veo. Soi chiếu từng không vầng trăng sáng, hiểu được vô thường tánh vốn không. Tâm linh khúc nhạc thiền thơ nhà tiên ngọc, khúc nhạc thiền thơ xuân thanh bình. Thiền thơ cao vũ tận chân mây, nhạc thơ hoàng nguyện say cung điệu. Thiền vị hương bay tâm an lạc, ánh nắng ban mai điểm mai chùa. Khúc nhạc thiền thơ thơ không lời, khúc nhạc thiền thơ thơ nốt nhạc, khúc nhạc thiền thơ thơ kinh Phật, khúc nhạc thiền thơ thơ tâm linh. Thiền thơ lướt nhẹ ánh trăng mơ, tính giấc ai ơi giấc mộng trường. Lãng tư lang thang bao kiếp sống, lạc loài đôi chân đến bao giờ. Thiền thơ nơi cố tự ven sông, thì thầm dọc rách nước trong veo. Soi chiếu từng không vầng trăng sáng, hiểu được vô thường tánh vốn không. Nhạc cung nhạc thiền thơ mang ý đạo.
Phật thơ tâm linh, khúc nhạc thiền thơ nhã tiếng ngọc, khúc nhạc thiền thơ xuân thanh bình. Thiền thơ ca vua tận chân mây, nhạc thơ hoàng nguyện say cùng điệu, thiền vị hương bay tâm an lạc, ánh nắng ban mai điểm mai chùa, vui buồn đến đi trong tình thức, đóa mai tình tọa bên hiên chùa, vần thơ thiền ý vui tươi đẹp, gieo duyên đời đạo Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài hát vừa rồi, thật là tuyệt vời sau khi cái buổi trình diễn rất là năng động và vui vẻ, phải không quý vị? Cảm ơn Mỹ Hạnh đã dừng lại vài giây, vài phút để mà trao đổi tâm tình cùng với quý khán thính giả. Rất là coi như là đây là một cái duyên đặc biệt mà được ngồi tâm tình với lại Mỹ Hạnh. Quý vị biết không, Mỹ Hạnh đã có nhiều cái sinh hoạt về âm nhạc, và cô đã ra có nhiều coi như là tham gia các chương trình TV và sinh hoạt về âm nhạc cũng rất là lâu rồi. Xin Mỹ Hạnh hãy cho quý khán giả được biết là cái sinh hoạt về âm nhạc của Mỹ Hạnh là đã tham gia vào bao lâu rồi hả Mỹ Hạnh? Vâng, trước khi bật mí về ca khúc vừa rồi Mỹ Hạnh thể hiện thì cho phép em xin cho phép Mỹ Hạnh gửi đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình lời chào yêu thương nhất, và chào chị Quang Kiều. Và kết thúc, quý vị cũng biết là thời gian qua Mỹ Hạnh cũng đi show rồi gặp chị Quang Kiều lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay cũng có dịp là đây là một cái duyên để gặp chị Quang Kiều, và đặc biệt là trong cái môi trường là âm nhạc Phật giáo, đúng không ạ? Dạ. Vì khi mà nói đến Mỹ Hạnh, một giọng ca trẻ trung năng động, và khi mà đến các cái vũ trường hay là blow hay là gì đó thì là đều thấy rất là những ca khúc rất là náo nhiệt, nóng bỏng sân khấu, đúng không quý vị? Nhưng mà hôm nay thì quý vị mới về thưởng thức một bài hát rất là hay, mà thể hiện một cái tâm tính rất là tuyệt vời. Bạn có thể chia sẻ trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì mùa Covid rồi, xong bây giờ thì lại Covid nó cũng tạm lắng xuống, thì những cái sinh hoạt về âm nhạc của Mỹ Hạnh như thế nào cho mọi người cùng biết? Dạ, em cũng xin bật mí là thực ra em là đi theo cái dòng nhạc mà vừa trữ tình mà vừa vui nhộn luôn. Đâu. Nhưng mà Mỹ Hạnh chưa thể hiện nhạc sôi động vui nhộn nhiều hơn. Đúng rồi. Và hôm nay cái này là một cái duyên, Mỹ Hạnh cũng đã hát nhạc Phật nhưng mà êm dịu mà thôi. Nhưng mà có một cái tình cờ, một cái duyên hôm đó, một cái chương trình mà nhạc sĩ Nam Hưng đã đi xem, vô tình gặp Mỹ Hạnh nên thấy Mỹ Hạnh vui nhộn đồ. Lúc đó nhạc sĩ Nam Hưng mới mời Mỹ Hạnh và viết cho Mỹ Hạnh một ca khúc là vui nhộn về nhạc Phật giáo, mà cũng là vui tươi và sống động nữa. Thật sự ra quý vị vừa rồi, quý vị thấy không, cái bài hát mà được cô gái mà chuyên nhảy, nếu mà vào các vũ trường hoặc là blur thì đó là coi như là nữ hoàng về âm nhạc mà chuyên về sống động nha quý vị, mà hôm nay lại được thể hiện qua cái giọng hát mà đặc biệt là giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng viết riêng cho cô bé dễ thương xinh đẹp này, bài hát mà chuyên về là bên Phật giáo, mà được là nhà thơ Thích Nữ Giới Hương đã coi như là một cái bài rất là đặc biệt. Bạn có thể chia sẻ một tí xíu về cái cảm nhận của bạn? Dạ vâng chị, khi mà được lời mời của nhạc sĩ Nam Hưng thể hiện cái ca khúc này, thì khi mà nhạc sĩ đánh cái demo á thì Mỹ Hạnh thấy vui nhộn thiệt. Mà khi mà nghe hai ba đánh qua hai ba lần thì Mỹ Hạnh đã thuộc cái bài luôn. Thì Mỹ Hạnh thấy hồi trước đến giờ Mỹ Hạnh chỉ có hát nhạc Phật nhưng mà chỉ có êm dịu thôi chứ không có vui tươi như vậy. Mà cái ca từ cũng rất là hay nữa. Nếu mà nói về những
người mà bận rộn làm việc cả ngày mệt mỏi á, thì nghe ca khúc này thì khỏe lên liền ngay tức khắc. Và đặc biệt là trong âm nhạc về Phật giáo, và khi mà chuyển từ từ mà kinh rồi xong rồi những cái lời mà của Phật dạy để mà chuyển qua thành những cái bài hát, mà đặc biệt là thổi cái hồn vào cái bài hát, thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng rất là tài tình để đưa được một cái hình bóng, những cái lời kinh Phật mà để là truyền bá, để được cô bé dễ thương này để truyền truyền ra cho thật là hay quá. Xin cảm ơn giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chắc chắn là giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Quang Kiều cũng sẽ mời Mỹ Hạnh lại để có những cái bài hát thật hay, thật là vui nhộn mà mang đậm nét về Phật giáo. Xin là chắc chắn là Mỹ Hạnh cũng sẽ không từ chối và cũng sẽ sắp xếp thời gian cho chúng tôi có được cái điều kiện để mà gặp gỡ trong những cái lần sau ạ. Dạ vâng, em cũng rất vui được lời mời của nhạc sĩ Nam Hưng, và đó là một cái duyên. Và đã vừa rồi vừa bước vô quay thì nhạc sĩ cũng nói là sắp tới cũng mời nữa, thì Mỹ Hạnh cũng thấy cũng rất là mừng. Cái này cũng một cái duyên, và phải qua chương trình này Mỹ Hạnh cũng cảm ơn nhạc sĩ Nam Hưng rất là nhiều, và hy vọng anh em của mình gặp nhau nhiều chương trình nữa, và có những ca khúc Phật giáo gửi đến tất cả quý vị phương xa thưởng thức. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Phan xin một câu nữa, tại vì là tại vì khi mà truyền bá chuyển những cái ngôn ngữ ngôn từ của bên Phật, bên những cái lời dạy của các bậc thầy, thì rất là khó mà khi mà bạn có thể nhắn nhủ một tí xíu nào cái thế hệ trẻ của mình khi mà nghe những cái lời hát về bên Phật không ạ? Thì em nghĩ là về nhạc Phật giáo hay nhạc đạo gì thì tất cả mọi người, khi mà em thấy là khi sinh ra họ ở trong một thời gian tuổi thơ trải qua, thì chắc là bố mẹ ai cũng cho mình thưởng thức qua những ca khúc mà rất là ý nghĩa trong cuộc đời. Thì cái đó là một cái ca từ để cho mình phải mang theo trong cuộc đời của mình, để mà mình, khi mà mình trưởng thành rồi mình bước ra đời, thì mình có thể là gặp nhiều quý nhân để mà giúp đỡ mình trên cái con đường khi mà mình trưởng thành hơn. Yeah. Xin cảm ơn Mỹ Hạnh rất là nhiều, một giọng hát trẻ rất là ngọt ngào, và chúng ta sẽ có dịp những lần sau sẽ xin mời Mỹ Hạnh hãy trở lại với chương trình. Và xin cảm ơn Mỹ Hạnh rất là nhiều. Và em cũng cảm ơn chị Quang Kiều. Và trở lại chương trình với giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Kính thưa quý vị, Bolero là điệu nhảy của dân tộc Tây Ban Nha, được sáng tạo bởi vũ sư Sebastian Zerose tại Cadiz vào năm 1780, sau đó phát triển qua khu vực Mỹ Latin, đặc biệt là Cuba, khoảng một thế kỷ sau đó. Rumba xuất hiện trên đất Cuba trong thời kỳ thuộc địa, được quảng bá bởi những người da đen. Chương trình ngày hôm nay cũng được giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng vận dụng thể điệu rumba và cung cách sáng tạo và được lồng vào cái chương trình Phật giáo, cũng như những cái ca khúc sau đây: Hạnh phúc sao đẹp thay được con gặp Tam Bảo, Hạnh phúc bao người sáng biết chánh pháp Đấng Thế Tôn, Lời Tam Bảo, Lời dạy cao siêu thiêng liêng quá nhiệm màu, Những hạnh từ của chư tôn đức, ôi trân quý tuyệt vời. Kính thưa giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, tại sao giáo sư lại dùng những cái thuật từ, những cái câu cú rất là hay như vậy trong cái lời thơ lời nhạc vừa? Dạ vâng, kính thưa quý khán thính giả đang xem chương trình cũng như Hoàng Quang Kiều, cái những cái thủ pháp mà dùng để phổ từ thơ Ni Sư Giới Hương, từ thường Ni Sư Giới Hương đưa cho mình những cái bài thơ đó thì nó rất là trắc trở lắm. Nhưng mà mình cũng xin phép với Ni Sư để mình sửa một ít lời trong đó. Rồi mình mới suy nghĩ ra là cái bài này là sẽ là ca sĩ nào hát. Thì mình ướm là ca sĩ nào hát thì mình đã rẽ trong cái mai của mình rồi, thì chẳng hạn gì mình muốn mời Bảo Yến hát thì mình biết Bảo Yến hát là cái giọng của ca sĩ cao. Của dân ca Bảo Yến sẽ là cao thấp vậy đó. Mình nghe cái cổ hát những bài nhạc khác. Rồi sau đó mình mới để cái tâm tư của mình vào cái cung đàn. Thì mình chọn ca sĩ Bảo Yến hát cái bài này là Sóng Thanh Cao Trong Chốn Già Lam. Mà em biết là cái bài Sóng Thanh Cao Trong Chốn Già Lam đó thì mình viết ở đây là cung thứ. Thứ thì nó có tính chất là buồn chứ nó không có vui. Thì ở đây là cũng có rất nhiều cái câu ở trong này. Hồi nãy như Quang Kỳ đọc là hạnh phúc sao đẹp thai con được gặp Tam Bảo đó, hạnh phúc bao người sáng biết chánh pháp Đấng Thế Tôn, lời dạy răng cao siêu ôi thương riêng quá nhiệm màu, những hạnh từ của chư tôn đức ôi trân quý tuyệt vời. Thì cái này nó mới đầu là không phải như vậy đâu, nó có những cái
cái từ của ni sư viết nó cũng rất là hay, nhưng mà nó bị cản trở về cái progression hòa âm, về progression hòa âm nó bị ách tắc ca sĩ hát, cho đó nó bị không có được, thì mình mới lập lại hạnh phúc thai đó hai lần. Rồi ở dưới này cũng có hạnh phúc bông ngày sáng, hạnh phúc thai đẹp sao, đại khái thì mình phải lập lại chữ hạnh phúc nữa. Thành ra mình ngồi mình chọn rồi mình suy nghĩ, ngồi trên cung đàn piano rồi cứ tính tới tính lui, ủa ai hát bài này sao sao đó, nhưng mà mình được tìm được cái ca sĩ và mình có cái ấn tượng luôn. Rồi sau đó mình tìm cái topic của nó là có topic sẵn rồi, sống anh cao trong trốn già lam rồi, thì bây giờ cho cái thể điệu của nó vào, mình cho rumba để cho nó gần gũi dễ nghe, tại vì mình nhiều khi cái thơ phổ á thì nó khó lắm, không dễ đâu, nó tùy duyên nè. Nhiều khi mình hên, mình có cái duyên với bài nào thì cái bài nó được nổi tiếng. Còn mình có duyên, mình cố gắng mình viết rồi, đương nhiên mình có dùng cái kỹ thuật để mình sắp đặt ở trong đó, nhưng mà nó tùy. Nhưng mà cái bài này mình nghe nó cũng được đó. Đã thôi, để mời quý khán thính giả có sự bình phẩm, thì để trở lại với Quang Kiều để mời khán thính giả để nghe bài đi. Dạ vâng. Xin kính mời quý khán thính giả hãy thưởng thức bài hát Sống Thanh Cao Trong Chốn Già Lam. Nhạc là Nam Hưng và lời là Thích Nữ Giới Hương. Bà Nam được sự trình bày bởi danh ca Bảo Yến. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Thì để cái bài này chắc có lẽ là mình cũng kết cái chương trình của Thu Lê Phò, thì để giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cũng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài AVA Channel 57.7. Và kính chúc quý khán thính giả một lại cuối tuần Chu Lê Phò là ngay Chủ Nhật, và luôn luôn được vui vẻ bình an ở trong cuộc sống. Và kính chào Hoa hậu Quang Kiều. Dạ vâng. Dạ, trước khi kết thúc chương trình, Quang Kiều xin kính chúc quý vị ngày lễ Chu Lê Phò thật là bình an, vui vẻ và có một ngày thật là đầm ấm bên gia đình. Xin trân trọng kính chào. Phúc sao đẹp thay, con được gặp Tam Bảo. Hạnh phúc bao người sáng, biết chánh pháp đấng Thế Tôn. Lời dạy rắn cao siêu, thiêng liêng quá nhiệm màu. Nhưng hạnh từ của chư Tôn Đức, ơi chân quý tuyệt vời. Dã tạm người ơi, buộc chi vòng ái liên lợi danh thêm khổ. Chỉ hạnh xuất thế là đường đi giải thoát, lấy ba y một bát làm niềm vui. Thiền môn chốn an lạc thanh tịnh dường bao chúng sinh, con lấy làm thân quyến của mình, lấy giới luật làm y phục che thân mình, góp sức nuôi lớn pháp thân đình tuệ. Chi nguyện con gắng theo hạnh xuất gia học đạo, sống an nhiên thanh cao giữa chốn già lam thanh tịnh. Đời sông xuất gia phạm hạnh làm mẫu mực xây đời, từ bỏ tất cả sanh nghi hầu theo dấu Đức Thích Ca Từ Phụ. Phúc sao đẹp thay, con được gặp Tam Bảo. Hạnh phúc bao người sáng, biết chánh pháp đấng Thế Tôn. Lời dạy rắn cao siêu,
thiêng liêng quá nhiệm màu, nhưng hạnh từ của chư tôn đức ơi trần quý tuyệt vời. Cuộc đời vốn vô thương dã tạm, người ơi buộc chi vòng ái luyến lợi danh thêm khổ, chỉ hạnh xuất thế là đường đi giải thoát, lấy ba y một bát làm niềm vui. Thiền môn chốn an lạc thanh tịnh dường bao, chúng sinh con lấy làm thân quyến của mình, lấy giới luật làm y phục che thân mình, góp sức nuôi lớn pháp thân đình tuệ. Chi nguyện con gắng theo hạnh xuất gia học đạo, sống an nhiên thanh cao giữa chốn già lam thanh tịnh, đem đời sống xuất gia phạm hạnh làm mẫu mực xây đời, từ bỏ tất cả sanh